Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay lại mát cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp bên em ha. Đó, thì cửa hàng của em địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng hay còn gọi là chợ Ngã Tư đó. Thì anh chị chú bác gần khu vực như là ở Hốc Nốt nè, ở huyện Cờ Đỏ nè, ở Trung Kiên, Trung An, như mình gần khu vực mình mua hàng. Còn các tỉnh lân cận như là ở huyện như Thế Lai, Ô Môn, Bình Thủy đâu đó, còn Vĩnh Thạnh rồi xuống đây đều được. Còn các tỉnh như là ở Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp đó thì lại gần khu vực mình mua hàng vẫn được nha. Thì bên em nhanh có nhiều mặt hàng về máy cắt cỏ, máy cưa xích, máy dọn nổ rồi và máy chưa dọn nổ. Mấy anh chưa chú cô chị mình có thể là đến tận cửa hàng để mình xem, mình tham khảo giao lưu với cửa hàng ha. Thì như thường lệ hôm nay em nhanh lên lô máy cắt cỏ cho mình chữ G và hai cây cưa xích nha, tổng là 12 máy ha. Cưa xích hôm nay đã lắm mà, có trợ lực. Cưa tay dài ha. Đó, một cây này là cây Tanaka. Kế tiếp là Huwana Nhật quên xài nha. Kế tiếp là cây Robin 2200, Ryobi 2620, rồi Magu Yanma Gabobin có trợ lực, Mitsubishi TB. TB này TB 23 ha. Mitsubishi TL 231. Xuống dưới thì là động cơ Makita 4 thì xăng viên nhất viên ha. Kế tiếp là một cây Ryobi chạy động cơ của Mitsubishi. Đó, kế tiếp là Ryobi Kirit 27 có ga bắp gin trợ lực, động cơ 4 thì xăng viên nhất viên nữa nè, Honda ha, có thương hiệu. Rồi hôm nay em lên siêu phẩm cho mình Mitsubishi tên là 231 có trợ lực chạy trái hai kim. Cái này giá nó hơi nhín chút nha anh chị chú bác mình xem kênh giao lưu với cửa hàng em ha, cửa hàng của em nhanh nha. Chứ bây giờ mà máy này mà nó mà ra thì rẻ, nó không có rẻ nha. Nếu mà đúng cái tên á, em tên là Nhanh Chị nha, mấy anh kêu nhanh nhanh chị gì đều được. Đợi em xíu nè, cái máy xe nó chạy ngang nó ồn quá đó. Thì em nhanh bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy. Cho nên anh chị chú bác mình cứ mạnh dạn an tâm mà chốt đơn bên cửa hàng ha, không có sợ cửa hàng lừa gạt đâu. Em nói thiệt, mấy anh mua hàng trên mạng nhưng mà em đảm bảo mấy anh là uy tín nha. Khi mà cái máy của em về mấy anh sử dụng có cái gì khác lạ so với ban đầu, mấy anh alo cho em nhanh đi, em nhanh hỗ trợ hết mình. Hư cái món gì là bên em thợ nghe biết liền. Bây giờ em cũng lên thợ rồi đó, em nghe em cũng biết nó bị hư cái món gì ha, không cần đem ra thợ ở địa phương. Ví dụ mấy anh căn chỉnh được thì em sẽ hướng dẫn cho mình cách căn chỉnh, còn không thì mấy anh điện cho bên em sẽ thu hồi về, em sẽ sửa cho mình nha. Đó, chứ một cái máy mà mấy anh sử dụng mua về mình sử dụng lâu ngày mà không được không bền, em nhanh cũng không có vui đâu. Bán hàng cũng có chế độ bảo hành đàng hoàng ha. Rồi em nhanh bán hàng với chế độ là em nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết, cho nên anh chị chú bác mình an tâm ha. Chốt đơn đi rồi cho địa chỉ cụ thể chỗ mình ở, em nhanh sẽ gửi tới nhà cho mình luôn đó. Rồi đặc biệt là em nhanh bao ship cho mình luôn nha, em anh bao ship tới giường luôn, kèm phụ kiện đầy đủ đó. An tâm mà mình chốt đơn ha, em nhanh ship hàng trên mọi miền đất nước, ship tặng cuối Cà Mau lên tới Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn luôn, các tỉnh giáp miền Trung rồi vậy ship hết ha, chỉ có đi nước ngoài là em nhanh không có ship được thôi đó. Rồi mấy anh mua hàng mấy anh liên hệ số điện thoại bên đây giùm em nhanh nha, 0913136620. Số này có Zalo, Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp ha, hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy đó. Rồi một cây máy mà cắt cỏ em nhanh cho đi, em nhanh sẽ kèm theo 6 món đây. Đầu tiên là một cái trắng cỏ, thứ hai là một cái ổ cước bốn chấu có dây cước, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bugi đầu dao, một cái đĩa dài ba tắc đến từ thương hiệu Bakita và một cái dây đeo là 6 món ha. Còn đối với cưa xích thì em nhanh sẽ cho 4 món, một cái bao lâm gin nè, một cái tiếp mở bugi nè, một cái dũa nè và một cái dít chỉnh xăng nữa, dít chỉnh xăng nó tiêu rồi Thanh đó. Còn những cái món này là em nhanh bán thêm nè. Nguyên ngày em khỏi kiếm bình xăng lớn nha, mà em lấy cái nắp
chị gái hình cho em để em lấy nắp á. Đây chị nói lộn em hiểu không? Mời kiếm cũng được nha. Rồi những cái món này em nhanh bán thêm nè, là gom cỏ. Gom cỏ này là gắn vô mấy cái cỏ mình mua về mình gom cỏ cho trâu cho bò ăn ha, 100 ngàn một cái nha. Còn cái này á, thì mình ứng dụng cho phát cỏ với trà rong rêu nè. À, ví dụ như mấy anh trời nắng thì mấy anh phát cỏ, cổ ứng dụng gì trà rong rêu cho trời mưa ha. Lợi nhỏ 100, lợi lớn 120 nha. Mấy anh chốt mấy anh nói trà rong rêu giùm em nhanh, để em nhanh biết đường em nhanh mới đóng hàng đúng ha. Rồi cái này là tua hít bơm nước nha. Loại này là bằng inox nha mấy anh, 150 ngàn. Cái tua hít này mấy anh gắn vô máy cái cỏ mình hút nước từ dưới sông lên ha. Rồi nhớt này là nhớt hai thầy bên em nhanh cũng đang sử dụng cho máy dọn nổ luôn, sử dụng cho máy cắt cỏ, máy cưa xích và nhớt lam của máy cưa ha. Một bình này 1 lít 100 ngàn. Đối với máy cắt cỏ thì mấy anh pha theo tỷ lệ là 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt ha. Còn đối với máy cưa xích thì 1 lít xăng mấy anh pha dùm em 60cc nha. Và cái bình nhớt em nhanh bán nó có cái miêu bên hông cho mình lường luôn đó, khi mà mấy anh bóp nhớt qua đây nó sẽ xuống đây đó. Mấy anh lường theo cái bình nhỏ bên đây thì chạy nó sẽ chuẩn hơn, máy của mình chạy nó bốc hơn, nó khỏe hơn, bôi trơn ít tông luôn. Và đặc biệt thì nó sẽ hơi ra khói đen một tí xíu nha mấy anh, nhưng mà bù lại nó mát máy bôi trơn bít tông ha, cho nên anh chị chú bác mình an tâm nha. Pha như em nhanh chỉ máy mà nó có vấn đề gì em nhanh sẽ chịu trách nhiệm. Một bình nhớt chỉ có 100 ngàn thôi, xài từ 20 đến 25 lít xăng khá là lâu. Rồi thì bây giờ em nhờ thợ test nổ máy nha mấy anh, nhớ xem kênh được cái thích cái nào thì chốt ủng hộ em. À, cho em nhanh xin một nút like ha và kèm theo một nút đăng ký kênh đó. Cưa Tanaka nha mấy anh. Thầy ơi trợ lực mà nó giật kìa, nó hiểu luôn. Rồi bóp cò đi. À, 4,5 kg nha, chiều dài lam nè, lam này dài 4 tấc nha mấy anh, 4 vợ gì mà trời buồn dữ, chuyển mưa nó đang lùi thù lũi. Đây đầu tiên nè mấy anh nghía giùm em cái bộ khói nha, trắng đẹp ha, Tanaka 335, cái phiên bản này có trợ lực nha mấy anh, giật siêu nhẹ luôn, mấy anh mua về cho mấy bác đồ cưa cây tiếp mình nha. Em thấy đâm người cưa cây này cũng đam mê lắm. Đây tắt nè, mở nè, giữ ra lớn nè, giữ ra lớn này không còn hoạt động nữa hết ha. Cái này còn hoạt động bình thường nha mấy anh, thì chỉ ví dụ mấy anh có chốt đơn thì em sẽ làm cho nó ok lại, rồi mấy anh tới chỗ mấy anh được kiểm tra hàng trước khi nhận ha, cho nên mấy anh an tâm nha. Ưu điểm đầu tiên là có trợ lực nha, đó, e gió nè, đóng e mở e để vô vú bơm phụ nè, xăng pha nhớt là cái nắp phía trước, nắp nhớt lam là cái nắp phía sau ha. Đó máy này còn thức quá đẹp nha mấy anh, sử dụng xích này là xích 91 nha, lam mặt cắt còn đẹp dày dặn, con ốc tăng đưa dây xích nè còn nằm trên lam ha, nè chặn xích còn miếng nhựa luôn, quá đẹp quá liền lạc. Mã này chốt cho em nhanh, mã G137 ly 2.200.000 đồng ha, có trợ lực giật siêu nhẹ nha. Rồi cái đó là cây Humana. Nó có trợ lực hết anh. Thank you.
5kg chín. Cái cây cưa này á, là ganti nó hơi nhỏ nha em, làm 4 tấc cho nên bên em mới cần chỉnh lại nó ổn định rồi đó. Để ganti nó hơi nhỏ cái mình giật nó không nhạy thôi đó. Một cây huana đẹp xuất sắc ha, đẹp tới cái lam zin luôn. Lam này sử dụng xích 91 nha anh, lam zin theo máy quá đẹp, có xỉ gỗ rồi luôn nè, máy đi silver đen ha. Nắp này nắp nhất lam phía trước, nắp xăng phanh nhất phía sau ha, có vú bông phụ rồi luôn nha mấy. Động cơ này đấy bên em biểu diễn có khóa xích ha. Mày bơm 26 tay đây nóng là tiền này. Đóng e mình kéo ra. Bóp zin á. E này là e tự động ha, cho nên mình bóp gọt. Những cái lỗ. Tắt nè, mở là đẩy lên nha mấy. Mã này chốt cho em nhanh mã G2 38 ly, giá là 3,5 triệu nha. Chứ có cái thùng thôi. Rồi cái đến là Robin NB2200. Rồi anh nào mà đang dự định kiếm cây máy nhỏ nhỏ gọn gọn ha, là đây, siêu nhỏ siêu gọn nha em, đẹp tới lóc máy luôn nè. Cái nữa là phiên bản này nó có trợ lực ha, giật rất là nhẹ nữa nè, bu khói nè. Thôi nói cái này nó đẹp, còn thiếu có cái thùng thôi à, mình sân lớn cũng còn sáng lắm nha. Này thì bên em đã lên chế mới rồi, tôm liền tôm nhựa nha em, không tắt nè đó, ra giữ một tay cầm lắp zin chán cỏ đầu bò zin liền lạc hết ha. Đó, cái đầu bò nó có chán chống mòn lõm luôn đó. Cái phiên bản này mang chốt cho em nhanh mã G3 32 ly, 1,350,000, vừa trợ lực vừa siêu gọn nhẹ. Rồi mấy anh nào muốn lên hai tay cầm thì nói bên em nhanh lên hai tay cầm miễn phí ha, còn không thì mấy anh cứ để như vậy đây, mấy anh phát cỏ rất là tiện, không bị vướng víu ha. Máng nó qua đeo vô đây là đã dựng cái máy rồi, tay phải lên tay ga tay trái cầm. Cái này thì mình phát cỏ thôi, không bị vướng víu, rất là gọn. Rồi cái đến là Ryobi 2620 nè. Ryobi 2620 phiên bản có trợ lực ha. Đó, cái dòng máy này về bao nhiêu là em bán hết bao nhiêu mà. Tại vì phần lớn là bán cho khách quen, khách kêu giới thiệu là dòng máy này đưa là người ta chốt, đưa là người ta chốt rồi. Đó, không có cái gì để chơi hết á. 26cc là mang phát cước được rồi, giá chỉ có 1,5 triệu, quá mềm. Chạy chế này là chế gin, chế máy cưa luôn. Đó. Con mỡ đỏ đầy đủ nè. Động cơ này chạy lợi xăng lắm nha em. Cái ưu điểm là anh nào thích ra bóp gin thì chốt cái này, gin theo máy ha, đẩy lên là mình đẩy lên tắt, đẩy xuống là mình mở nha em. Chán cỏ đầu bò gin ha, đầu bò có chán chống quán cỏ luôn. Rồi lắp gin nè đó. Mã này chốt cho em nhanh mã G4, giá chỉ có 1,5 triệu thôi, nồng 34 ly nha em, 1,500,000 đồng. Thank you.
Maru Yanma nồng 32 ly, công suất là 23cc. Cái mẫu này lên bán rất là đắt luôn mà, thật chuộng lắm. Nó có trợ lực mà cái màu này nó sạch sẽ á, mà nhìn nó mạnh mẽ nè. Đó. Nè, phun nè, đầy đủ nha. Đó. Trợ lực trả ha. Những con ốc con tán không máy là zin hết, anh thấy đẹp chưa? Chạy chế zin quanh pro luôn nha. Kim ngang ngang ha. Tum liền tum nhựa nha. Máy này công tắc đằng phía sau nghe em đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở, khởi động máy chú ý giùm em chỗ này nha. Ra bóp đồ zin. Start zin nè. Chắn cỏ đầu bò zin ha. Mã này chốt cho em nhanh mã G5, giá 1,6 triệu, phiên bản có trợ lực, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Cái đó là Mitsubishi TB23. Cái cây này mấy anh chú ý mấy anh nghe kỹ là cái tua nó chạy cực kỳ nhanh, tua chạy nhanh, chạy đanh, chạy lẹ ha. À, máy này mình phát cỏ mình mua về mà mình không có thời gian đó, mấy anh đưa cho mấy chị nữ á, vợ mình vậy đó, mấy chị phát tiếp hoặc là đưa cho mấy bác lớn tuổi phát thích lắm. Giật phát nhẹ, giật phát nhẹ, giật chưa qua tua nó mà nửa sợi dây thôi, nãy là nửa sợi dây là nó nhảy nổ rồi. Mitsubishi TB nha, chạy chế hai kim, chế zin one pro lại xăng đó, tua rất là nhanh lẹ luôn. À, siêu nhẹ nghe anh cầm lên nhà hiệu luôn à. Lóc dập nổi máy đi sao ban ha. Đế bò đỡ bên xăng nè. Tung liền tung nhựa nha. Ga giữ công tắc zin. Một tay cầm. Chắn cỏ đầu bò zin ha. Cái đầu bò vừa có chén chống quán cỏ vừa có chén chống mòn đầu ốc luôn. Đó, nó hai lỗ chén nó luôn ha. Siêu nhẹ mà lại gọn nha. Cái một tay cầm này thì phát cỏ trong vườn cây ăn trái hoặc mấy anh mua về mấy anh bơm nước nó gọn hơn. À, mấy anh không thích một tay cầm thì nói bên em nhanh lên hai tay cầm miễn phí, còn mà được thì mấy anh cứ để như gì mình sử dụng ha. À, những cái động cơ gọn nhẹ toàn là đi một tay cầm hết, chỉ siêu nhật họ thiết kế rất là hay. Mà mã này chốt cho em nhanh mã G6 giá 1,7 triệu nha, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Kế đến là động cơ Mitsubishi tên là 231. Mitsubishi 231 nồng 31 ly, phiên bản có trợ lực nha em, có trợ lực. À, bộ khói nè. Ok không? Bộ đen nè. Tua chạy rất là nhanh nha. Chạy chế hai kim le tự động luôn nha em. Quá vip rồi. Lóc dập nổi mắt in Japan luôn nha. Đi nhanh lắm. Đó, tung liền tung nhựa tua nó rất là nhanh. Tắt cỏ nè. Công tắc nè, ga giữ nè. Một tay cầm. Chắn cỏ đầu bò duyên ha. Có chén chống quán cỏ luôn. Siêu nhẹ nha em anh. Siêu nhẹ. Cái tay trái là cái tay yếu lực, tức là tay nó không có thuận đó mà em cầm phát nhẹ thôi. Nhẹ nổ luôn. Chạy lợi xăng. Mã này chốt cho em nhanh mã G7 nha. Nồng 31 ly giá 1,8 triệu nha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Rồi cái đến là động cơ 4 thì Makita sang riêng nhất riêng nè. Bỏ cái máy này em bên đi mà làm nó mất cười quá à. Cái món thì bỏng bên đi mấy anh ơi. À, em sang cây GUB nha.
Ganti nổ rất là giòn ha, hình thức máy quá đẹp nha mà, mua khói trắng sáng ha, chạy chế zin hai họng xăng lớn đó, Ruby phiên bản có trợ lực nha, bình xăng lớn zin trắng sáng mà thấy không? Động cơ này lốc có dập nổi mắt in sao anh nè, đế bờ đỡ bình xăng đầy đủ nha, im chưa mà tung liền tung nhựa ha, ra bóp cò zin nè, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mình mở nè, máy này rất là liền lạc nha, phải nói nó đẹp, còn thiếu có cái thùng thôi đó. Động cơ của Mitsu 26 nè, 30 lap có mắt in Japan nè, bạn thấy chưa, rồi ha, có chén chống ngọn đồ ốc và chén chống quán cỏ đầy đủ luôn. Wow, mã này chốt cho em nhanh, mã G9 2 triệu, 34 ly 2 triệu. Rồi tới động cơ 4 thì nhỏ Kivit 2 thì nè, đóng me thôi. Có trợ lực chịu khó kéo thẳng dây giùm em nhanh ha, là nó sẽ nhảy nổ thôi đó. Kyugit ưu điểm đầu tiên là có trợ lực 27cc 35 ly lần ngay mà, chạy chế ra ngang, cái này là chế zin không máy ha đó, bình xăng lớn zin nè, bốc khói nè đó, made in Japan ha, tum nhôm tum liền, cái này tum này nó có bắn tĩnh điện luôn nha mấy anh, màu lông chuột ha, cái tum nó cũng có cái áo bảo vệ nữa nè, ốp lưng kiểu zin nè đó, ra bóp zin, đẩy lên mở đẩy xuống tắt nha mấy anh, chú ý giùm em nhanh, đẩy lên máy mới chạy ha, ra bóp zin nữa nè, đầu bò zin ha, mã này chốt cho em nhanh, mã G10 giá 2 triệu, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Kế đến là Honda xăng zin nhất zin động cơ 4 thì ha, chạy dữ lắm, khỏe nha em, khỏe cực kỳ khỏe luôn. Mà máy này là em bao zin toàn tập 100%, mấy bên em nhanh là mua máy lựa, không có cái gì rồi đấy mà để vô mà lô hết trơn mấy anh ơi, máy lựa hết, xăng riêng, nhớt riêng, nhớt 4 thì giùm em nhanh, mà khi mà anh đổ, mà anh đổ nhớt lưng lưng gì giùm em, mà anh đẩy cái nắp lại là nó vừa ha. Và mình chạy vài lít thì xăng thì mấy anh chú ý, mấy anh coi nhớt coi nó có bị khô bị đen không mình thay ha, chứ đừng để chạy hoài nó sẽ hư động cơ nha. Đó, chạy chiếc zin luôn nha mấy anh, chiếc zin ra ngang luôn ha, chiếc Honda đó, chiếc Honda nó có chân trống luôn, tôm liền tôm nhựa nha, ra giữ nha mấy anh, lắp zin nè, Honda đầu bò trắng cỏ zin đó, mã này chốt nhanh nhanh, mã G11 34 ly 2,5 triệu đã sở hữu được cây Honda ngựa mốt ha, mã G11 nha mấy anh, 2,5 triệu. Rồi siêu phẩm cuối cùng Mitsubishi tên là Bamba ha, you
nghe guarantee nữa chưa? Ru và rù luôn. Rất là lâu mới có một cây Mitsu mà có trợ lực như thế này nha anh. Nó cũng có vẻ tương loại 33 nhưng mà phần lớn là chụp giật thường. Đó, chụp giật trợ lực. Cái này bình sân lớn nó bể, em thay bình sân mới rồi nha. Đó, nhưng mà nó dày dặn nha anh. Đẹp sáng. Sở hữu chế 2 kim, chế Vinh Quang Pro ha. Ngon lành cành đào vô khói. Có chân trống luôn nha em ạ. Thông số. Đó, đầy đủ ha. Con tắc nè. Này ra giữ nha. Đầu vò ghim, đầu vò có ổ cước ghim luôn. Khi mà máy này cho đây mấy anh chốt máy này thì em sẽ gắn dây cước vô. Nhưng mà không có chỗ cước mới nha. Đó. Mã này chốt cho em nhanh, mã G1236 ly. 4 triệu nha em ạ. 4 triệu, chạy tum lớn, bố lớn tum gầy ha. Đó, cái động cơ này thì anh nào muốn xem lại kỹ qua Zalo thì các bạn em nhanh gửi qua Zalo cho mình xem ha. Rồi, cho em chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.